Giáng sinh cô đơn một mình thì cũng đáng sợ đấy. Nhưng có đáng sợ bằng lòng người không? Nhất là cái thằng đã đăng video này vào đúng ngày Giáng sinh để trêu đùa với cơn đói của các bạn. Nó đang đi chơi với người yêu nó rồi, chứ không phải ở quán lòng thư như các bạn đang xem đâu. Bát lòng trần như tình yêu say đắm, muốn có được phải trải vị mắm tôm. Tình đơn phương như miếng lòng và đĩa nộm, tuy chung đĩa nhưng tâm hồn lại lạc nhau. Âu nó cũng là cái chữ duyên. Người với người thương nhau còn khó, chứ người với cả cái đĩa nầm thì ngại gì mà không ăn. Thề chứ cái sốt cay ngọt của quán lòng thư này nó khiến tôi say đắm thực sự. Sao mà chấm cùng với nầm cháy tỏi với cả nõn đôi chiên nó lại hợp quá đà vậy. Nó bị xuất sắc ấy. Bộ môn mới để cho tôi theo đuổi là đây chứ còn đâu nữa. Tìm được một quán lòng ngon, miếng nào ra miếng nấy, ăn nó đã cái miệng như kiểu lòng thư đây, thì nó cũng là cái duyên của tại hạ quý vị ạ. Ghét của nào thì trời trao của nấy, bát cháo lòng thêm lạc chính là đây rồi. Mẹ ơi, sao quản lý Bi lại nghĩ ra cái sự kết hợp dở hơi này ạ. Nó bảo là hồi bé nó ăn thử rồi, ngon lắm, anh ăn thử đi. Thế là mình thử, tính ra nó cũng được nói chứ. Bát cháo lòng đặc quánh, nhiều topping nóng hổi bên trong mà nó đã rất là ngon rồi. Bây giờ lại còn thêm tí bùi bùi của lạc vào nữa. Nó cũng là cái gì đấy hay ho. Quản lý Bi này lại khá phết nhỉ. Đấy, ấm bụng rồi thì bây giờ là mình phải ấm cả người. Gọi thêm một nồi dạ dày om tiêu nữa là chính xác rồi đấy. Thả rau thả mì vào. Cái nước nhìn nó rất là đơn giản thôi nhưng mà nó om tiêu. Vị nó ngọt dịu nhẹ nhàng mà nó lại còn cay tê, đúng không? Ăn vào suýt xoa. Ấm hết cả người, hấp dẫn. Ôi, những con tim lẻ loi ở ngoài kia ơi. Chỉ có đồ ăn là không đối xử tệ với các bạn thôi. Nên là tội gì mà không ghé ngay lòng thư 88 Hào Nam để hiểu thấu lòng người nhỉ. Chúc các bạn một Giáng sinh không lonely.